Rồi chân gà đến làm gì? Mê không thấy chân gà thấy mập rút không? Lắc thái gì đó hả? Không, lắc thái rồi dùng cho những tủ tinh thôi. Còn mình chẳng ví dụ như là mình nếu mà có con gà thì mình luộc chung với gà luôn. Rồi mình đem ra cái mình chấm muối ớt chanh hay cái gì muối tiêu chanh là cái mình làm bài sĩ. Cũng được, ngon. À nhưng mà tôi lại thích hấp hấp hành. Hấp hành thì cũng ở nhà có ít hành, cái hấp hành lên cái mình ăn cái thịt nó cảm giác như nó dai hơn. Đúng không? Hợp lý. Nhưng mà tôi thấy vậy nè, nhiều cái hấp hành nó cũng kỳ kỳ lắm. Sao? Ông thấy nó tôi thấy ăn nhiều cái bữa hổm mà thằng bạn tôi nó kêu tôi qua ăn đúng không? Nó để nguội á. Nhìn nó cảm giác như nó lạnh nó kỳ kỳ lắm không? Đúng rồi. Thiệt. Với là nó không được thơm, không được ngon, không được dai. Nó không có được mềm nữa. Đúng rồi, nó hấp kiểu như là ông ăn nhiều khi ông cắn là gọi là những cái chân gà mà gọi là chân gà mà nó hơi nó hơi bay nhảy á. Đúng không? Tôi nói ông mà xé kéo luôn á. Để em chia sẻ một cách rất là hay nè. Anh ăn gà hấp hành đúng không? Đúng. Đầu tiên á, anh muốn hấp, anh đừng bỏ nó hấp liền, nó dở lắm. Đâu phải hấp chứ, hấp mới được chứ. Anh đập cho một miếng ghẹ vô, anh luộc sơ đây cho nó sôi là được. Rồi anh mang đi anh hấp bao ngon cho anh luôn. Ủa mà mình hấp hấp luộc luộc chứ mới gì kì vậy? Anh luộc lên, anh luộc sơ đây, anh có luộc hết đâu, anh luộc sơ lên với cái miếng ghẹ nữa để cho cái màu nó đẹp xíu. Rồi anh mang đi anh hấp rất là ngon luôn. À luộc sơ lên. Đúng rồi, cho nghệ nữa, phải cho nghệ nha. Nghệ đúng không? Ừ, rồi mang đi anh hấp rất là ngon luôn. Ok ok. Trước tiên thì mọi người cho em ít nghệ, mọi người bỏ vô. Lần đầu tiên mà đi hấp chân gà mà đi luộc với nghệ. Không, mọi người luộc sơ qua thôi. Không, sẽ luộc sơ qua. Ok. Ok. Nó sôi lên là được. Ok, sau khi nó sôi sơ lên nè, mọi người sẽ mang đi mọi người hấp như bình thường mọi người. Này nó có nhiều nước không? Rồi em bỏ. Cái đầu tiên mọi người nhìn á là chân gà sẽ vàng lên, nhìn dễ ăn. Trắng trắng nhìn nó khó lắm. Ồ, nó vàng lên vậy đó hả? Đúng rồi, cái đêm đêm mà hấp đêm mà hấp lên cái nhìn cái chân nó trắng chặt à. Ừ, trắng. Đồ con này lát nữa cái. Dạ chán gì đó hả? Ừ. Quất vô, quất khâu luôn á. Là mình hấp bây giờ là nó chính là đem ra quất được cái gì? Ừ. Này là 59 à 50-50 cho nên mọi người hấp nữa là nó thấm gia vị vô là vừa đẹp rồi. Rồi. Bỏ hành lên đúng không? Tiếp theo thì mọi người bỏ hành lên. Đó. Rồi, mọi người hấp bình thường tí anh ăn thử xem nó khác không. Rồi ok. Giờ thưởng thức thử mọi người. Trước kia mọi người nhìn là cái màu của nó vàng đẹp nè. Nó không có trắng. Mình hấp ghi nhìn nó trắng 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 nhìn nó không có hấp dẫn. Ừ. Những màu vàng rồi dễ ăn. Ở nhà tất cả các loại muối gì cũng có. Thật sự. Đó. Chuột chặt cái chân gà đã kiểu nó cũng không có vừa ăn luôn. Chấm này là muối tiêu xanh nha. Ồ, muối ớt xanh nha, ngon ha. Chuột vị ngon. Tôi nói ông nghe, cái da nó kiểu mà dạng như nó nở á. Ừ. Nó thơm mùi nghệ đấy chứ. Chân gà này ông để nguội là không nghe mùi tanh nè. Ừ. Thiệt sự luôn, rất là ngon luôn á. Đó. Chù. Có gà, quá diệt luôn. Ừ. Đó, cho nên là mọi người làm chân gà hấp thì mọi người nên luộc sơ với nghệ xíu. Rồi mọi người mang đi hấp thì ăn sẽ ngon hơn mọi người hấp từ sống hấp lên thì nó không ngon đâu. Kiểu là mình chần sơ đi á. Đúng rồi. Nó vừa có cái màu đẹp, nó vừa mềm nữa. Với lại nó lợi mọi người lợi da nữa. Chứ hấp cũng lâu. Nói chung là nên làm như vậy nè. Thứ nhất là ông nhìn cái chân gà rất đẹp. Cái thứ hai nữa ông ăn chân gà nó không có mùi. Nếu mà để nguội nha. Sẽ nó không có mùi tanh. Nghe mùi thơm của nghệ. Mùi cái da của nó đó. Cảm giác như nó bị như thế nào không? Ok, mình cho em làm thử cái chiêu này. Ăn rất là ngon luôn.